Xin chào tất cả các bạn, những người bạn của tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình Inside Sharing và xem những cái video mà tôi chia sẻ. Trong những ngày vừa rồi thì tôi có hàng ngày đều chia sẻ một cái câu nói hay. Một câu nói hay mà ngày nào tôi cũng mở. Và những câu nói đó là những câu nói ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là mình sẽ không bao giờ biết trước được. Mình sẽ không bao giờ biết được đó là câu gì, nó nằm ở trang nào. Bởi vì đó, đây trong cái cuốn sách này nó có tới gần 9.000 cái câu nói như vậy á. Và cái cách này mình đã áp dụng được, tôi áp dụng được hơn 14 năm nay. Và tôi thấy nó rất hiệu quả cho mình. Bởi vì á, mỗi ngày tôi rất là muốn giữ được cho mình một cái tinh thần tích cực tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cái việc mình muốn là việc mình muốn, nhưng mà cái việc mà nó xảy đến á, mà nằm ngoài ý muốn của mình á, thì nó nhiều vô kể. Cho nên cái nỗ lực bản thân không thôi á, thì nó sẽ không đủ. Cho nên chúng ta phải cần những cái công cụ hỗ trợ. Và cái câu nói hàng ngày ngẫu nhiên này là một công cụ hỗ trợ, nó rất là hiệu quả. Rất là hiệu quả để mỗi khi mà tôi cảm giác là tôi bùng cháy thế này thế kia, thì tôi nhớ là ngày hôm nay câu nói của tôi nhận được nó là cái gì, giúp tôi tách rời cái cảm giác mà bực bội đó trong một khoảng thời gian chút chút, để tập trung mình suy nghĩ về cái câu nói đó. Và đồng thời á, cái thứ hai mà có lợi của nó là nó sẽ giúp cho tôi tập cách suy nghĩ cái câu nói đó nó đang xen với câu chuyện như thế nào, đang xen với cái hiểu biết của mình như thế nào, để lúc nào mình cũng ở cái tình trạng là rất là sharp, nghĩa là rất là bén trong những cái suy nghĩ, những cách mà mình nhìn nhận sự việc hiện tượng, đúng không? Thì hôm nay hãy cùng tôi xem thử cái câu nói mà chúng ta nhận được ngày hôm nay là gì. Ok, chọn đại một trang. Thì hôm nay cái câu chọn đại một trang là trang 548 nha các bạn, 548 này. Đó. Và câu này mình chọn thử nha, là free yourself from fear. Đó. Free yourself from fear nghĩa là hãy giải thoát chính bản thân mình từ những cái nỗi sợ. Yes, cái câu này là cực kỳ quan trọng, free yourself from fear. Đó. Thì từ ngày xưa tới giờ chúng ta tồn tại được là nhờ cái nỗi sợ. Ông bà tổ tiên chúng ta sợ, cho nên chúng ta ở chung với nhau, ông bà tổ tiên chúng ta ở chung với nhau để chống chọi với lại những cái bộ tộc khác, chống chọi với thú dữ, chống chọi với lại cái thời tiết nó khắc nghiệt, thiếu ăn thiếu uống nhiều dạng như vậy. Rồi ông bà của ta là luôn luôn biết sợ thì mới tồn tại được. Nhưng cái nỗi sợ đó luôn luôn là cái thứ kìm hãm chúng ta phòng đến với sự phát triển của mình. Nó có những người trong ông bà tổ tiên của mình đã nhìn thấy là ok, không biết ở bên kia ngọn núi nó có cái gì, không biết ở bên kia đại dương nó có cái gì, không biết bên kia con sông nó có cái gì, thì họ mới vượt qua cái nỗi sợ đó để họ tìm hiểu, exploring, tìm hiểu thì xem bên kia nó có cái gì. Và như thế mới có những cái việc mà di chuyển từ làng này qua làng khác, vùng này qua vùng khác, quốc gia này qua quốc gia khác. Ok, tôi cũng vậy, tôi kể câu chuyện cho các bạn nghe về câu chuyện vượt qua nỗi sợ ấy, trong cái mùa dịch ấy, tôi muốn làm một cái gì đó nó khác biệt, nó có thể giúp ích cho những cái người mà đang hàng ngày vật vã với lại chống chọi với lại cái dịch Covid-19, đúng không? Và là một cái người thích chạy bộ và một người thích nghe podcast lúc chạy bộ, tôi rất là ngưỡng mộ những người ở ngoài bên kia là tại sao họ có thể có những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời như vậy, họ biết được rất là nhiều người tuyệt vời. Thì tôi muốn làm những cái công việc như vậy, tôi muốn kết nối với những người giỏi và tôi muốn phỏng vấn những người giỏi, đem câu chuyện để chia sẻ cho các bạn. Đó. Nhưng mà cái nỗi sợ nó nhảy vào, nó lấn cái suy nghĩ của mình, nó bóp cái suy nghĩ của mình ghê lắm các bạn. Nó nói là ok, mình đâu là ai đâu, làm sao mình có thể kết nối với người này, kết nối với người kia. Nhiều khi những người mà được kết nối, phỏng vấn như vậy phải trả tiền cho họ. Đó. Nó nhiều thứ lắm. Cho tới khi một hôm tôi nói là ok, tại sao mình không thử? Nếu như mà the worst thing là cái tệ nhất mà nó xảy ra thì người ta từ chối mình thôi, từ chối mình. Mà nếu người ta từ chối mình thì coi như ít ra là mình đã thử. Đó, và các bạn, khi mình đặt cái câu chuyện như vậy xuống cái bàn cân, vượt qua được cái nỗi sợ đó, và 18 tháng sau đó là một cái hành trình cực kỳ tuyệt vời. Tôi kết nối với hơn 650 chuyên gia, tôi phỏng vấn họ, những giáo sư rất nổi tiếng, những người CEO, CFO, những người cực kỳ nổi tiếng trong cái ngành của họ. Mà Việt Nam mình kiếm những người mà được phỏng vấn làm được như tôi và Vivian trong một mùa dịch Covid là trước giờ kiếm không ra đâu các bạn, tôi đố các bạn kiếm được luôn á. Đó, cho nên á, khi chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ là cả một thế giới mới nó mở toang trước mắt của chúng ta là như vậy đó. Thì ai cũng biết đó là sự thật,
Nhưng cái việc còn lại là ai dám làm hay không mới là cái vấn đề. The free yourself from fear. Hãy giúp cho bạn vượt qua được cái nỗi sợ đó nha. Và tôi chúc cho các bạn tìm được cái courage, là cái sự mạnh mẽ, cái ý chí để các bạn có thể giúp cho chính mình free, là giải thoát mình khỏi những nỗi sợ đang kìm các bạn hàng ngày làm những điều các bạn muốn. Nếu các bạn muốn trở thành một nhà văn, hãy viết văn. Nếu các bạn muốn trở thành là một người businessman, hãy đầu tư để làm một cái gì đó. Ok, sẽ không bao giờ là trễ hết. Tạm biệt các bạn, chúc một ngày tuyệt vời.